Wow, đồng coin nào mà nó tăng mạnh dữ vậy ta? Nó tăng một tuần mà 169%. Và ok, xin chào anh em, lại là Huy đây. Và đồng coin mà nó tăng một tuần 169% này, đó là cái đồng ETC, Ethereum Classic. Và cái đồng coin này thì mình đã có phân tích ở trong cái số video Ethereum Classic sẽ tăng lên 100 đô ha. Và vì sao nó lại như vậy thì anh em có thể tìm và xem lại vì sao mà mình lại phân tích nó tăng mạnh như vậy ha. Và ok, video ngày hôm nay sẽ có chủ đề đó là nên đầu tư vào coin top hay là coin nào. Và đây là theo quan điểm cá nhân ha anh em, quan điểm cá nhân của mình. Và video này vì mục đích thông tin chứ không phải là lời khuyên đầu tư, cho nên là anh em nhớ cân nhắc kỹ mọi sự lựa chọn đầu tư của anh em ha, bởi vì đầu tư cái gì nó cũng rủi ro, và đặc biệt là đầu tư crypto này. Ok, và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta xem qua tình hình thị trường 24 giờ qua, anh em thấy là vốn hóa nó tiếp tục tăng. Anh em thấy là vốn hóa tiếp tục tăng 4% lên mức là hơn 2.400 tỷ đô rồi. Và đây là một trong cái những cái giai đoạn mà những cái đồng coin coin nó có thể là nó sẽ tăng rất là thần tốc. Bởi vì sao? Bởi vì á là dòng tiền nó liên tục được bơm vào thị trường, kèm với lại cái việc đó là cái thị phần của Bitcoin nó liên tục giảm. Vì sao lại như vậy? Tiền nó bơm vào thị trường nhưng mà thị phần Bitcoin nó lại giảm, chứng tỏ là dòng tiền nó đi đâu? Nó đi vào on coin ha anh em. Và đặc biệt là những cái đồng coin nào? Thì để trả lời cho cái tiêu đề của video ngày hôm nay thì mình suy nghĩ rằng hiện tại thì dòng tiền nó tập trung vào những cái đồng coin top. Bởi vì sao lại như vậy? Thì như anh em thấy là trong đầu video thì mình cũng có nhắc đến cái đồng Ethereum Classic. Đây là cái đồng coin mà nó thuộc dạng coin top ha, top 14 của thị trường này. Nên thấy là hiện tại thì nó tăng trong 24 giờ nó tăng 50% và trong 7 ngày nó tăng x3 ha, nó tăng 231%. Và hiện tại anh thấy là trong 7 ngày vừa rồi thì coin top nó tăng rất là đều, rất là mạnh luôn. Thì đây hiện tại mình thấy là dòng tiền nó đang nằm ở coin top, cho nên là hiện tại mình đang chọn những cái đồng coin top để mình đầu tư. Và hiện tại vì sao lại như vậy? Bởi vì mình thấy rằng là khi mà dòng tiền nó đổ vào thị trường á, thì đầu tiên, việc đầu tiên nó tìm đến, cái dòng tiền nó tìm đến đó là Bitcoin. Và sau đó nó là sẽ là những cái đồng coin mà on-chain mà nó có độ tin cậy cao như là Ethereum. Và hiện tại em thấy là Ethereum nó đã tăng mạnh rồi, nó tăng từ 1.000 đô lên đến 3.400 rồi. Nó tăng rất là mạnh rồi ha. Hiện tại thì nó đang lick cả thị trường tăng. Và hiện tại em thấy là vì những cái đồng coin mà nó chưa tăng mạnh thuộc hàng coin top mình chọn ra ở đây sẽ là những cái đồng coin nào? Thì đây là những cái đồng coin mà mình phân tích theo yêu cầu của anh em luôn. Đó, đầu tiên sẽ là cái đồng coin mà và trước khi chúng ta đi vào những cái đồng coin đó thì chúng ta sẽ xem qua tình hình Bitcoin trước ha. Vậy nó là cái đàn coin anh, coin đàn anh mà nó sập á, thì không có đồng coin nào mà nó tăng được. Ok, đầu tiên sẽ là Bitcoin. Bitcoin thì em thấy là trên khung ngày nó có khả năng cao là nó sẽ đi trong cái mô hình kênh này, cái kênh giá tăng này ha. Khi mà nó khả năng cao nó tăng lên cái cạnh trên, nó giảm xuống cạnh dưới và nó bật như vậy ấy, thì nó sẽ tạo ra cái tình trạng là đi sideways, nó tăng nó tăng nó tăng nó giảm lại thì nó cũng là đi trong cái tình trạng là đi ngang thôi ha. Và nó đi ngang trong cái mô hình nên tăng này, cái kênh giá tăng này, cho nên là khả năng cao kèm với lại cái việc á, điều kiện đủ nữa đó là cái thị phần Bitcoin nó giảm mạnh như vậy. Thì hiện tại thì hai cái vùng hỗ trợ cứng của thị phần trên khung tuần á, là vùng 57 và 53% nó đã bị phá vỡ rồi. Hiện tại nó đang tìm về cái vùng hỗ trợ tiếp theo, cuối cùng nó là vùng 39% ha. Thì khả năng cao trong cái giai đoạn này nó tăng, nó giảm mạnh như vậy này. Xin lỗi anh em, nó giảm mạnh như vậy ha. Thì trong giai đoạn này thì dòng tiền nó sẽ đổ từ Bitcoin sang altcoin ha anh em. Và altcoin nó sẽ tăng rất rất là crazy. Thì cũng đúng giống như là cái bảng money flow, là cái bảng dòng tiền thôi. Khi mà thị phần nó giảm và Bitcoin nó đi ngang thì chúng ta sẽ thấy altcoin nó tăng, và khi thị phần nó giảm và Bitcoin nó tăng thì chúng ta sẽ thấy là altcoin nó vẫn sẽ tăng luôn ha. Ok, và trường hợp xấu nhất đó là thị phần Bitcoin giảm nhưng mà giá của Bitcoin nó giảm theo. Đây là tình trạng là bán tháo của thị trường, và chúng ta nên hold những cái đồng coin stable coin như là USDT này. Ok,
Và coin đầu tiên mà mình thấy là coin top và nó chưa có tăng mạnh và khả năng cao nó sẽ tăng trong thời gian sắp tới, đó là cái đồng Dot Polkadot. Thì em thấy hiện tại nếu chúng ta đo Fibo thì chúng ta thấy là nó đã điều chỉnh về đúng cái mốc Fibo 0.5 và 0.18 rồi. Hiện tại nó đã phản ứng tốt bằng một cây nến pin ba tầng này kèm với lại cái setup Insta3, khi mà nó phá vỡ lên anh em thấy khả năng cao á, thì mình thấy là nó có vẫn còn khả năng là nó sẽ quay về đây, nó retest lại một nhịp và nó mới tăng được, và mình sẽ chờ mua ở vùng 29.2 đô này ha. Còn trường hợp thứ hai là khi mà nó break khỏi cái đường trendline giảm này luôn và nó back test lại thì mình sẽ mua ở đây ha. Khi mà nó back test, nó phản ứng thì mình sẽ mua. Và cái TP cho cái đồng Polkadot này đó là cái vùng hai cái vùng này là vùng 163 đô trước và vùng 369 đô ha. Đây là hai cái vùng mà khi mà nó lên sàn OKEX á, thì nó sẽ đã tăng rất là mạnh và sau đó nó sập một phát rất là mạnh luôn. Thì có thể đây là một cái pha mà được coi là pha khá là ảo, pha đâm một phát mà từ 350 đô mà nó giảm còn là chỉ có mấy đô thôi, 3 đô, 4 đô thôi. Thì đây là cái trường hợp mà chia 100 lần, nên thấy là nó chia rất là ghê ha. Cho nên là nên thấy khả năng cao mà chúng ta chốt lời, chúng ta nên chốt lời những cái vùng mà gần nhất thôi. Bởi vì đồng coin này mình thấy là cũng khá là ảo. Nhưng mà cái hệ sinh thái của nó nên thấy là hệ sinh thái Polkadot hiện tại nó đang rất là thành công, khá là thành công luôn. Vì sao? Bởi vì là nó đã tạo nên được cái trend, đó là trend IDO. Và trend IDO này nó đã và đang tồn tại cho đến bây giờ và rất thành công. Anh em thấy là hiện tại trend IDO nó rất là thành công luôn ha. Cho nên là mình sắp tới mình nghĩ là cái đồng Polkadot nó sẽ build tiếp và nó sẽ phát triển tiếp, khiến cho giá của cái đồng Polkadot nó tăng ha. Ok, cái đồng coin thứ hai đó là cái đồng coin VeChain. Đồng VeChain VAT này thì nó đã tăng cũng khá là mạnh rồi. Nhưng mà theo tuần này thì mình thấy là nó chỉ đang đi sideways thôi, nó đi tăng, nó đi ngang thôi anh em. Và theo như mình sống ALS thì mình thấy là nó đang chặn sóng 5 nè. Hiện tại thì nó đã chạy sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 điều chỉnh rồi. Và hiện tại nó có khả năng cao nó sẽ chạy sóng 5. Và khả năng cao sóng 5 này nó sẽ chạy đến đâu? Vùng mà mình thấy là vùng 0.36 đô này nè. Đó là cái vùng target của mình. Đây, nó hợp lưu với cái mốc 100% của con sóng tăng của Fibo chốt lời. Anh em thấy là hiện tại các cái mốc target của đồng VAT á, là vùng đầu tiên là mình 0.33, vùng thứ hai là vùng 0.46. Đây là vùng Fibo 161.8% của sóng tăng ha. Theo Fibo. Và hiện tại thì trên khung ngày nó như vậy, nó chạy sóng ALS như vậy ha. Thì trên khung 4 giờ chúng ta chọn entry như thế nào? Thì chúng ta cũng có hai trường hợp là khi mà nó tích lũy trong cái mẫu hình là tam giác tăng mang chiều hướng tăng giá này, thì cái kịch bản đầu tiên đó là chúng ta chờ về cái vùng cạnh dưới, mình sẽ chờ về nó giảm về cạnh dưới và mình sẽ mua lên. Còn trường hợp thứ hai là mình sẽ chờ nó break hẳn cạnh trên và retest lại thì mình sẽ mua, đó là vùng 0.22 đô này ha. Đó là cái kịch bản trên 0.4 giờ của đồng VAT VeChain. Và những cái đồng coin mà nên thấy hiện tại nó đã pump rất là mạnh, hầu hết là đồng coin tốt. Và hiện tại thì mình vẫn đang canh và mình trao đổi với những cái anh em trên group á, thì đang canh cái đồng coin top rất là nhiều, cũng như là lập chart rất là nhiều. Và anh em muốn tham gia trao đổi với team mình ở trên channel Telegram team mình á, thì anh em có thể tham gia bằng cách là ấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả mỗi video. Nó sẽ có đường link Telegram group, anh em ấn vào nó sẽ đưa anh em group Telegram team mình ha. Thì trên đây là có hơn 15.000 thành viên rồi, anh em lên đây để trao đổi kinh nghiệm với nhau và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm ha anh em. Ok, và cái đồng coin cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đó là cái đồng Matic. Thì cái đồng này thì dự án của nó hiện tại có tên, đã đổi tên thành Polygon, và nó đã được tích hợp với rất là nhiều dự án có tên tuổi và sử dụng cái layer 2 và công nghệ của họ. Thì anh em thấy là cái dự án này khá là tốt và trong thời gian vừa rồi nó pump rất là kinh dị luôn. Hiện tại thì mình thấy rằng nó đang bị chững lại, cũng như là tiềm năng của nó vẫn rất là cao, nhưng nó đang bị chững lại ha. Cho nên là mình sẽ canh, mình mua khi theo các cái mốc Fibo hoặc là vùng hỗ trợ. Và vùng đầu tiên đó là vùng hỗ trợ 0.45 đô. Vùng thứ hai và là vùng hai cái mốc Fibo này 0.5 và 0.68, khi mà nó điều chỉnh về là vùng 0.6 đô ha. Và đây là hai cái vùng mà mình sẽ canh, mình chờ mua ha. Ok. Và hiện tại thì mình vẫn tiếp tục hold những cái đồng coin top để đi theo đúng cái dòng tiền ha anh em. Khi mà dòng tiền nó đang đi như vậy thì chúng ta nên follow theo cái dòng tiền. Và khi nào mà chúng ta nên out những cái đồng coin top, đó là khi chúng ta nhận thấy rằng
những cái đồng coin mà nó thuộc dạng là mid cap, vốn hóa trung tầm trung á. Đây, vốn hóa tầm trung thuộc dạng là hơn 1 tỷ đô, anh em thấy là vốn hóa là hơn 1 tỷ đô hoặc là dưới 1 tỷ đô và trên 500 triệu đô á, thì những đồng coin đó được coi là những cái đồng coin mà nó thuộc dạng tầm trung. Và những cái đồng coin đó thì mình sẽ hold và mua trong thời gian sắp tới. Còn những cái đồng shitcoin thì mình sẽ không tham gia đầu tư ha. Bởi vì sao? Bởi vì shitcoin đó là cái giai đoạn mà cuối của cái mùa altcoin season. Thì đó là cái giai đoạn mà có khả năng cao chúng ta đu đỉnh rất là cao, cũng như là những cái dự án shitcoin thì nó không có mang tính thực tế được nhiều, không áp dụng thực tế nhiều, cũng như là dự án nó không có tốt, cho nên là chúng ta không có nên đầu tư ha. Riêng mình suy nghĩ là như vậy. Và tất nhiên là cái video này là mục đích là thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư ha anh em. Và anh em chị mình không có chịu cái sự trách nhiệm về sự lựa chọn của anh em ha. Ok, và cái video này của mình đến đây kết thúc. Và hiện tại thì nên đầu tư coi top hay coi nào thì theo quan điểm của mình thì mình đang đầu tư coi top ha. Và video này được tài trợ bởi coi98wallet, một ví lưu trữ tiền điện tử lớn nhất và tốt nhất hiện nay. Và video này của mình đến đây kết thúc, và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở số video tiếp theo.